Anh mau lên, nặng quá, đừng chạy nhanh như vậy. Mau lên, mau lên. Thủy Ngư Nhi, sao các cô lại tới đây? Đặt xuống đi. Anh, chúng em tìm anh đến giờ giúp đỡ. Những thứ này nặng quá, anh giúp em chuyển lên núi đi. Các cô mua nhiều đồ như vậy, không tiết kiệm hả? Những thứ này đều chuẩn bị cho đám cưới của Đương gia và anh Diễm, đội trưởng của các anh. Đúng vậy, nếu không chuẩn bị thì ngày kia sẽ không kịp nữa rồi. Sao cơ? Ngày kia? Nhưng cái gì chứ? Không có gì, đi thôi. Tôi giúp các cô chuyển lên. Khoan đã, cậu nói hết câu sau chữ nhân đó cho tôi. Không có gì đâu. Có nói hay không? Có nói không hả? Mấy cô làm gì vậy? Đừng có làm loạn nữa bà. Anh, có phải có liên quan tới chị Xuân Lan không? Tôi nói cho cậu biết, làm chậm trễ chuyện lớn của Đương gia, cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Đúng vậy, không phải cậu muốn là tội nhân của Trấn Lan Long đấy chứ. Cái gì mà tội nhân thiên cổ chứ? Làm gì có chuyện nghiêm trọng với các cô nghĩ. Thả tôi ra trước đi. Anh, chị Xuân Lan đi đến được ngày hôm nay không dễ dàng. Nếu lại có biến cố thì phải làm sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói đi mà. Nói đi. Được rồi, tôi nói cho mấy người biết. Chuyện là như thế này. Trải qua mấy ngày kiểm tra đánh giá, cấp trên rất hài lòng về biểu hiện của mọi người, cho nên đã đồng ý cho mọi người gia nhập đội du kích. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Tiểu Trương, có. Dẫn mọi người đi tham quan xung quanh đi. Sau đó đi thông báo với bên nhà ăn chuẩn bị thêm vài món để chào đón các đồng chí mới gia nhập. Rõ, đi đi. Chào mừng, chào mừng, chào mừng, chào mừng, chào mừng. Nào đi theo tôi bên này. Chi đội trưởng, gặp phiền phức rồi. Cậu sao vậy? Sao lại hoang mang như vậy? Tôi đã mắc một sai lầm lớn rồi. Mắc lỗi gì vậy? Tôi đã không cẩn thận, đã nói chuyện tổ chức không cho hai người các anh kết hôn cho Triều Thiên Tiêu nghe. Tôi đã lỡ miệng nói ra. Ai cho cậu nhiều chuyện vậy? Tôi chỉ nói lại sự tình. Bọn họ vừa hỏi rồi vừa ép. Tôi liền lỡ miệng nhắc tới. Mấy người bọn họ ép cậu, cậu liền nói. Cậu bây giờ mới tỉnh mộng hay sao? Bây giờ tình hình thế nào? Hình như bọn họ đi tìm đội trưởng Lý rồi. Chuyện này thật là hồ đồ quá. Chứ đội trưởng, tôi... Nào, uống nước đi. Tôi đã nghe danh tiếng của sông Hoa Trại các cô, cũng đã từng đấu với chính phủ. Các cô đã lập được công lớn. Sao nào, tìm tôi có chuyện gì sao? Được rồi, đừng đốt trại cho tôi. Đội trưởng tên gì vậy? Lý đội trưởng. Lý đội trưởng, chúng ta không đến để uống trà. Cậu đừng có rót nữa. Chúng tôi không tới để uống nước. Chúng tôi có mấy vấn đề bên này. Muốn hỏi tại sao không đồng ý lễ thành hôn của Đương gia và anh Thiên Phóng. Quá ra là chuyện này. Đội du kích chúng tôi rất có kỷ luật. Trong thời kỳ chiến tranh, nhằm đảm bảo các chiến sĩ có thể dốc toàn tâm trong cuộc chiến, chúng tôi đã xây dựng những điều kiện tương ứng để kết hôn. Đội trưởng Nhiễm mỗi lần tác chiến đều dốc toàn lực, như vậy cũng chưa đủ hả? Đội trưởng Nhiễm làm rất tốt, nhưng mà không thể vi phạm kỷ luật được. Kỷ luật này là do mọi người cùng nhau thiết lập, cho nên phải cùng tuân thủ. Không thể vì một ai hay là vì một chuyện gì mà thay đổi và hủy bỏ được. Tôi tin Sông Hoa Trại các cô cũng có quy định như vậy, có đúng hay không? Chúng tôi đương nhiên cũng có kỷ luật rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ không chia cách tình cảm của ai hết. Xin anh đó đội trưởng Lý, anh không biết đội trưởng Nhiễm và Đương gia nhà chúng ta, bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Thật ra tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Chuyện của đội trưởng Nhiễm và Đương gia nhà các cô tôi cũng đã nghe, nhưng mà vẫn phải chấp hành kỷ luật, không thể bỏ qua được. Cũng phải biết rằng một khi đã nói thì sẽ không thể rút lại được nữa. Đội trưởng Lý, chúng tôi là những người thô tục, không biết nói những lời ý nghĩa sâu xa như anh. Nhưng mà chuyện của đội trưởng Nhiễm và Đương gia nhà chúng tôi, trước khi gia nhập vào đội các anh, đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Đúng đúng, đã tính tới chuyện đó. Nếu không phải giữa chừng xảy ra chút sơ sót, thì hai người bọn họ chắc cũng đã có con. Những năm nay, hai người bọn họ luôn hướng về nhau. Đội trưởng Lý, anh cũng không thể nào mà lòng dạ sắt đá, nhìn bọn họ tiếp tục chịu khổ như vậy chứ. Đúng đó, tình hình của đội trưởng Nhiễm chúng tôi cũng rõ. Nhưng mà... Thôi thôi, đừng có nhân nhị gì nữa. Tôi nói cho anh biết, hôm nay chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chúng tôi sẽ ở đây. Nếu anh không đồng ý cho bọn họ kết hôn, thì chúng tôi sẽ ở lì ở đây, ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn. Chúng tôi không đi đâu hết. Đúng vậy. Các cô... Đội trưởng Lý, các cô cũng thật sự ở đây. Chúng tôi ở đây đó. Cái gì mà thật hay giả? Đúng vậy, nếu không phải vì chuyện của anh, chúng tôi cũng đâu có muốn tới. Đội trưởng Lý, thật sự ngại quá. Bọn họ, khoan đã. Cậu trước tiên không cần nói xin lỗi tôi. Xem ra cậu cũng tới vì chuyện này. Cậu nói xem, cậu nghĩ thế nào về chuyện này?
Tôi vẫn hy vọng tổ chức có thể phê duyệt báo cáo của tôi. Tiền Phóng, cậu cũng biết chúng ta cũng có kỷ luật mà. Tôi biết. Cậu biết mà còn nói như vậy nữa. Tôi đã chuẩn bị nhận sự xử phạt từ tổ chức. Thiên Phóng, đây là cái gì vậy? Đây là mảnh đã được lấy từ trên người của Dương Xuân Lan. Sau trận chiến đổ kho vũ khí, từ trước tới nay Song Hoa Trại với Dương Xuân Lan vẫn luôn giúp chúng ta vận chuyển súng đạn vũ khí. Bọn họ vẫn luôn đứng đầu chiến tuyến mỗi khi đánh giặc. Bọn họ liều cả mạng sống đi giúp chúng ta. Những mảnh đạn này là cô ấy đỡ hộ cho những chiến sĩ của chúng ta. Tôi thật sự đã nợ cô ấy quá nhiều rồi. Tôi và Xuân Lan đã trải qua nhiều cuộc sinh tử như vậy, nhưng bọn tôi vẫn luôn hướng về nhau. Tôi đã từng hứa với cô ấy, sau khi thắng trận tôi sẽ cưới cô ấy. Nhưng bây giờ tôi muốn thực hiện lời hứa này. Tôi lại nhận được tin từ cấp trên. Nói thật lòng, tôi thật sự rất sợ tổ chức sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi lại càng sợ có lỗi với Xuân Lan. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bất luận thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vẫn cưới Xuân Lan. Cho dù có bị xử phạt thế nào tôi cũng không hối hận đâu. Mong đội trưởng Lý có thể tác thành cho tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lần nữa giúp cậu xin tổ chức duyệt. Nhất định giúp cậu thành mối hôn sự này. Nếu sau này tổ chức có trách phạt thì cũng có tôi gánh cho cậu. Cảm ơn đại đội trưởng. Cảm ơn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm ơn đội trưởng Lý. Cảm ơn. Thiên Phóng giỏi lắm. Nào cài trăm lên. Đeo cả vòng tay nữa. Mau tới xem. Tới rồi, nhanh lên, tới đây, mau xem, mau đi. Tới rồi. Cô xem. Tới rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đương gia. Song Hoa Trại chúng ta trước tiên phải kính rượu. Kính rượu là một lễ nghi rất quan trọng. Cho nên phải uống 3 bát rượu lớn mới được vào cửa. Được, được. Uống hết đó, không được để sót một giọt. Không sót, không sót. Một ngụm, uống cạn. Nào, 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 còn một bát nữa, còn một bát nữa. Tốt lắm. Tốt. Rượu ngon, vậy tôi vào đây, đợi đã. Tiền lễ cũng không thể thiếu được. Tôi quên mang theo rồi. Đây, 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 nào cầm lấy. Vậy còn được. Tốt. Mở cửa trại, mời Tân Lan vào đón Tân Nương. Mở cửa trại. Đi thôi. Tốt quá rồi. Được. Tân Lan tới rồi. Tới rồi. Tân Lan tới rồi. Thật đẹp. Tân Nương đâu rồi? Tới rồi, tới rồi. Mau chùm khăn lên, nhanh lên. Mau chùm khăn, nhanh lên. Tân Nương đâu rồi? Mau đi ra thôi. Tôi đi mở cửa cho. Được. Tân Nương, mau ra đây. Tân Nương mau ra đây. Nào, nào, nào. Ra rồi, ra rồi. Ra rồi, ra rồi. Ra rồi, chậm thôi. Tới rồi. Tân Nương tới rồi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tân Lan dẫn Tân Nương vào động phòng. Tốt. Báo.
Báo cáo, sao vậy? Báo có điện gấp. Đội trưởng Lý, thật sự xin lỗi, có chuyện quan trọng, chỉ đành tới làm phiền cậu thôi. Sao vậy? Quân Nhật ở mấy nơi Vĩnh An đã tiến tới Trấn La Long rồi. Để tranh thủ thời gian, bọn chúng đã hành quân trong đêm. Đây chỉ cách Trấn La Long hơn 200 km. Sao? Bên tôi cũng nhận được tin tức như vậy. Trấn La Long là trọng địa quân sự, là cánh cửa mở phía tây nam Trung Quốc, cho nên quân địch sẽ không bỏ qua nơi này. Cuộc chiến tại kho vũ khí đã làm chúng tổn thất nghiêm trọng, lần này bọn chúng nhất định sẽ quy động lượng lớn quân để phản công. 200 km, nếu như vậy thì ngày kia sẽ tới nơi. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị tác chiến. Đúng vậy, tình hình khẩn cấp, cấp trên chỉ thị chúng ta bất luận thế nào nghĩ đủ mọi cách, dùng toàn bộ lực lượng cũng phải ngăn được quân địch. Đoàn trưởng Hải, quân Nhật đã ung ung kéo tới, lần này chắc sẽ là một trận ác chiến. Chỉ có hợp tác mới có cơ hội thắng thôi. Chúng tôi muốn hợp tác với các cậu để đánh Nhật. Có thể hợp tác cùng các cậu là niềm vinh hạnh của tôi. Chúng ta đều là người Trung Quốc, không cần nói mấy lời khách sáo. Mà đi chuẩn bị đi. Chúng tôi phải lập tức quay về bố trí nhiệm vụ tác chiến. Đoàn trưởng Hải, tôi bảo đảm với anh, chúng tôi sẽ dốc hết sức đánh giặc để làm giảm bớt áp lực cho các cậu và làm phiền mọi người. Thiên Phóng, tiểu đội tại Trấn La Long giao cho cậu chỉ huy, tuyệt đối không được để quân địch vượt qua Trấn La Long. Rõ. Em dâu, tuy là tôi tới hơi muộn, nhưng mà vẫn chúc cô và Thiên Phóng tân hôn vui vẻ. Hai người bảo trọng, tôi đi đây. Xuân Lan, anh phải đi rồi. Sau khi anh đi, em hãy dẫn mọi người đi tránh đi, đợi anh trở về. Em biết rồi. Các chị em Song Hoa Trại, Thiên Phóng từ biệt lần này, tất cả mọi người cũng đều đã nghe thấy rồi. Ngày kia quân địch sẽ tới Trấn La Long, tôi phải quay về chuẩn bị tác chiến. Sau khi tôi rời đi, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Đoàn trưởng Hải, chúng ta gặp lại trên chiến trường. Anh Thiên Phóng, tôi rất vui khi lại một lần nữa cùng anh đánh địch, chiến trường gặp lại.